Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng test thử máy ép chậm siêu chậm JC150SW. Ở đây tôi đã chuẩn bị 3 loại hoa quả bao gồm cà rốt, dưa hấu và dứa để chúng ta có thể cùng test thử. Sau khi sơ chế xong hết tất cả các thực phẩm, các loại trái cây thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng chiếc máy ép chậm JC150SW này. Đầu tiên, tất nhiên là các bạn sẽ phải cắm điện thiết bị, chuẩn bị các loại hoa quả đầy đủ, pha theo thổi nhỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ mở đầu với cả nước ép dưa hấu. Các bạn mở ngăn ra, bật máy lên. Sau đó các bạn đưa các lát dưa hấu vào. Các bạn có thể dùng dụng cụ này để đẩy hoa quả xuống. Các bạn thấy nước dưa hấu đã bắt đầu được chiết xuất ra. Tốc độ máy rất chậm, chỉ 32 vòng một phút. Vì vậy chất lượng nước ép sẽ tốt hơn rất nhiều so với các loại máy ép nhanh khác. Nước đã bắt đầu nhiều, giờ tôi sẽ mở tiếp ra xuống. Đây đã gần đầy một bình. Bình chứa này có dung tích 0.9 lít. Vậy là quá trình ép đã hoàn thành xong. Chúng ta đã có một bình nước ép dưa hấu rất là đậm đà. Mọi người có thể thấy màu sắc rất là đậm, rất là sánh. Sau đây tôi sẽ quay phần phía sau của thiết bị. Mọi người có thể thấy đây chính là ngăn bã đầu ra. Đã có một bình đựng bã để riêng. Các bạn sẽ thấy bã được tự động đẩy ra ngoài và rơi xuống ngăn bên dưới. Bã khá là khô, vì vậy là nước được vắt kỹ. Chỉ với một nửa quả dưa hấu nhỏ như vừa rồi, các bạn đã có ngay được một âu nước ép có dung tích lên tới gần 1 lít như thế này. Chúng ta sẽ cùng rót vào ly. Chiếc bình nhựa này có phần miệng khá là tiện lợi, sử dụng để rót nước vào ly mà không lo bị bắn. Và các bạn có thể nhìn thấy ly nước ép này có màu rất là đậm đặc, đỏ đậm. Chúng ta sẽ tiếp đến với cả món trái cây thứ hai, đó chính là nước ép dứa. Từ màu đỏ ta chuyển sang màu vàng. Đây tôi sẽ bật máy. Tương tự như dưa hấu, các bạn sẽ cho từng thanh dứa vào. Lượng nước khá nhiều cho nên các bạn có thể nghiêng lên một chút để tránh nước bắn ra. Và bắt đầu, các bạn thấy nước ra rất là sánh và vị. Tôi sẽ bật tiếp máy để nước ép ra nốt. Để làm một chút để sao nước. Với một quả dứa chúng ta đã có lượng nước ép như sau. Để cho các bạn dễ cảm nhận,
mọi người sẽ thấy lượng nước ép dứa và lượng bã của một quả dứa ra là thế này. Bã khá là khô. Sau đây tôi sẽ rót nước ra ly. Vậy là với một quả dứa, bạn đã có một ly nước ép dứa màu vàng tươi rất đẹp. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với món nước ép cà rốt. Một trong những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe, được nhiều chị em ưa dùng. Cái này thì tôi thử cũng chưa nhiều, có lẽ hôm nay sẽ có dịp nếm thử nhiều hơn. Chúng ta sẽ bật máy ép. Thấy là chúng ta đã bắt đầu, chúng ta đã ép hết 4 quả cà rốt vừa rồi. Và hãy xem chúng ta lấy được từng nào được nước ép. Vậy là 4 củ cà rốt sẽ chỉ mang đến một lượng nước ép rất là khiêm tốn mà thôi. Tôi sẽ đưa một cái ly. Như vậy các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta với 3 loại hoa quả, chúng ta đã có 3 ly, 3 loại nước ép khác nhau với 3 màu sắc khác nhau. Điểm chúng ta máy một chút. Điểm khác biệt sẽ thể hiện giữa 3 loại thực phẩm. Dưa hấu. Dưa hấu có lượng chứa rất nhiều nước bên trong và lượng bã sẽ rất mềm. Vì vậy cùng một lượng thực phẩm, cùng một lượng hoa quả, chúng ta sẽ ép được rất nhiều nước, bã sẽ rất ít. Tiếp theo là dứa. Dứa chứa nhiều chất xơ hơn, rất là tốt cho sức khỏe, nhưng đồng thời là lượng nước bên trong quả dứa cũng ít hơn. Vì vậy chúng ta chỉ có một ly đầy. Cùng lượng với đó là cà rốt. Cà rốt thì chứa lượng nước ít hơn rất nhiều. Và với khối lượng hoa quả thường chúng ta sẽ chỉ có được chưa đến một nửa ly nước ép cà rốt mà thôi. Nhưng lượng bã cà rốt lại nhiều hơn rất nhiều. Các bạn có thể sử dụng bã cà rốt này cho những các món ăn khác, ví dụ như các đồ ăn dặm cho bé, hoặc các món súp, hoặc các món canh.